Trước khi chính thức đi vào buổi lễ hôm nay, vào giờ này là phần tiết mục múa với một bài hát vô cùng ý nghĩa của Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan đã viết về hành trạng, cuộc đời cũng như đạo hạnh của Thánh Tổ Ni, Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di. Vào giờ này xin mời các em trong đội múa tiến hành tiến vào bên trong và tiết mục múa chính thức được phép bắt đầu. Được
Sùng Hưng xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để tán thán phần cúng dường vừa rồi của các em đã gửi đến cúng dường trong buổi lễ tưởng niệm hôm nay.